Chào mừng các bạn đã đến với Hố Xanh Kiến Thức. Thưa các bạn, nhắc đến Việt Nam, Cuba là nhắc đến mối quan hệ truyền thống đặc biệt, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Tình cảm ấy được hun đúc trong suốt hơn 60 năm, dù cả hai nước đã trải qua bao biến cố thăng trầm. Anh em như thể thân tay, rách lành đùm bọc, giờ hay đỡ đần. Cứ như thế, cả hai nước dù ở hai bán cầu vẫn luôn song hành, chia ngọt sẻ bùi. Khi Việt Nam khó có Cuba, và khi người anh em gặp hoạn nạn, Việt Nam lại sắn tay hăng hái giúp sức, dù chúng ta chẳng phải giàu có gì. Mới đây, Việt Nam đã dành tặng một món quà đặc biệt tặng người anh em Cuba. Tuy món quà giá trị không phải là quá lớn, nhưng nó được chia sẻ trong giai đoạn Việt Nam đang vất vả và để vượt qua những khó khăn về kinh tế trong khủng hoảng đã khiến bạn bè quốc tế phải nể phục. Vậy Việt Nam đã dành cho Cuba món quà đặc biệt nào? Vì sao chúng ta lại làm như vậy? Các bạn hãy cùng Hố Xanh Kiến Thức tìm hiểu ngay sau đây nhé! Các bạn thân mến, mới đây, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Cuba Manuel Montero Cruz, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định Việt Nam quyết định ủng hộ gạo, thể hiện tinh thần tương trợ anh em truyền thống giữa hai nước. Cảm ơn trước tấm chân tình này, vị Thủ tướng Cuba đánh giá đây là sự viện trợ thiết thực, đặc biệt sau sự cố cháy nổ kho nhiên liệu tại tỉnh Matanzas vào ngày 5 tháng 8, gây tổn thất nặng nề về người và của. Trước đó, trong chuyến thăm chính thức Cuba hồi tháng 9 năm ngoái, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tặng Cuba 5.000 tấn gạo và một số trang thiết bị y tế. Vâng, thưa các bạn, nhắc tới Cuba, chắc hẳn người Việt Nam không ai quên câu nói của vị lãnh tụ Fidel Castro: vì Việt Nam, chúng ta sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình vào năm 1966. Qua hơn 60 năm thăng trầm lịch sử, có thể thấy sự gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp của thời đại, đấu tranh vì độc lập tự do và giải phóng của dân tộc đã tạo nên sự đồng cảm, thấu hiểu giữa hai dân tộc ở cách xa nhau nửa vòng trái đất, vượt qua cả giới hạn, quy tắc thông thường trong quan hệ quốc tế. Trở lại quá khứ, không lâu sau cách mạng thành công, ngày 2 tháng 12 năm 1960, Cuba đã trở thành nước đầu tiên ở Tây Bán Cầu thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện trọng đại trong quan hệ giữa hai nước, mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với chính phủ Việt Nam non trẻ. Vượt qua khoảng cách địa lý và hoàn cảnh khó khăn, Cuba đã kề vai sát cánh, hỗ trợ nhân dân Việt Nam như một người bạn chân thành, một người đồng chí tin cậy. Vào những thời khắc cam go của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam, là nước đầu tiên trên thế giới công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, và là nước đại diện nước ngoài duy nhất thường trú bên cạnh chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Với chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam vào năm 1973, Fidel đã trở thành nguyên thủ nước ngoài duy nhất vượt vĩ tuyến 17 tới thăm vùng giải phóng của Mặt trận Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị, trong lúc cuộc chiến ở miền Nam vẫn còn ác liệt. Ngay trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 1973, đồng chí Fidel đã quyết định viện trợ không hoàn lại giúp Việt Nam xây dựng 5 công trình kinh tế xã hội, gồm có Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba, Khách sạn Thắng Lợi, Quốc lộ 21, Trại bò Mộc Châu, Trại gà Lương Mỹ. Phần lớn các công trình đó đến nay vẫn phát huy giá trị. Kể từ đó, Fidel đã biến những chuyến công du nước ngoài thành những chuyến vận động chính phủ và nhân dân các nước đoàn kết ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược. Không chỉ đồng hành trong những năm tháng chiến tranh gian khó, Cuba còn kề vai sát cánh với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đối phó với những hành động bao vây, cô lập, cấm vận, chống phá Việt Nam sau ngày chiến thắng. Cuba còn có vai trò rất quan trọng trong việc vận động các nước Mỹ Latin ủng hộ Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc tại khóa 32 tại Hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1977. Song song với sự ủng hộ và cổ vũ lớn lao về chính trị, ngoại giao, đoàn kết quốc tế, Cuba đã dành sự hỗ trợ vật chất hết sức hào hiệp và đầy ý nghĩa cho Việt Nam. Trong thời kỳ kháng chiến và xây dựng lại đất nước sau đó, Cuba đã cử hàng nghìn kỹ sư, công nhân, bác sĩ và chuyên gia sang giúp Việt Nam. Trong đó, đã có những người ngã xuống trong khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vẫn là Cuba, khi bản thân nước bạn còn nhiều khó khăn và phải nhận nguồn viện trợ, nhưng nước bạn vẫn nỗ lực giúp hàng nghìn sinh viên Việt Nam viện trợ cho Việt Nam nhiều trang thiết bị, vật tư máy móc, lương thực thực phẩm, thuốc men và nhiều hỗ trợ giá trị khác. Thưa các bạn, phải nói rằng các công trình của Cuba viện trợ không chỉ là những món quà quý giá về vật chất,
mà còn thể hiện tình cảm đặc biệt của nhân dân Cuba trong hoàn cảnh nước bạn cũng gặp muôn vàn khó khăn và phải nhận viện trợ nước ngoài. Đó cũng là những điều mà nhân dân Việt Nam không bao giờ quên. Trong thời kỳ hòa bình, khi Việt Nam tiếp tục giành những thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, thì Cuba cũng phải đối mặt với những khó khăn chồng chất. Là những người anh em, Việt Nam luôn coi việc đoàn kết và ủng hộ hợp tác với những người anh em Cuba là nguyên tắc, là mệnh lệnh trái tim của mỗi người Việt Nam, là truyền thống uống nước nhớ nguồn, đạo lý của dân tộc Việt Nam, thủy chung với bạn bè, đồng chí, anh em. Đặc biệt, vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi Cuba đương đầu với thời kỳ đặc biệt nhiều thách thức, khó khăn về kinh tế xã hội, và khi Cuba tiến hành đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam đã chân thành chia sẻ với Cuba kinh nghiệm đổi mới. Thông qua Ủy ban Liên Chính phủ hai nước, Việt Nam duy trì cung cấp gạo ổn định cho Cuba, triển khai một số dự án hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lương thực và thủy sản tại chỗ, cùng một số chương trình hỗ trợ và hợp tác thiết thực khác. Năm 2017, để tưởng nhớ và thể hiện tình cảm đối với vị lãnh tụ vĩ đại Cuba, Quảng Trị có chủ trương đặt tên công viên thành phố Đông Hà mang tên Fidel Castro và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý. Và công viên ấy đã được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 45 năm ngày lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Trị. Với quy mô diện tích khoảng 16,15 hectare, công viên Fidel được thiết kế theo hướng không gian mở, gồm hệ thống cây xanh, quảng trường, đường dạo, hồ điều tiết nước, khu quản lý, khu nhà vệ sinh công cộng, khu vui chơi nghỉ dưỡng, khu thể dục dưỡng sinh. Dự án đi vào hoạt động nhằm phục vụ yêu cầu vui chơi, giải trí của người dân, góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba. Thưa các bạn, ngày nay, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố và phát triển trong mọi lĩnh vực. Các đoàn đại biểu cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước của hai bên liên tục có những chuyến thăm ân tình. Đây cũng chính là những dịp để lãnh đạo Đảng và Nhà nước hai nước đánh giá sự phát triển của quan hệ hai nước, thảo luận đường hướng mới nhằm không ngừng làm sâu sắc mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa đất nước hai dân tộc. Trong khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, đã thông qua hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thì Cuba, sau thời gian nghiên cứu kinh nghiệm Việt Nam và các nước bạn bè, cũng đang tập trung triển khai cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế. Cả Việt Nam, Cuba thống nhất đánh giá hai nước là đối tác quan trọng với nhau về kinh tế. Việt Nam được Cuba chọn là đối tác đầu tiên tại châu Á để nghiên cứu, đàm phán và ký kết hiệp định thương mại mới. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba tại châu Á, châu Đại Dương và là nhà cung cấp gạo chủ yếu của Cuba, đồng thời hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo, giúp Cuba từng bước đảm bảo an ninh lương thực. Liên quan tới chính sách ngoại giao, trong những năm gần đây, Việt Nam cũng mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách cấm vận với Cuba. Hà Nội gọi đó là chính sách thù địch của Washington, nhằm cấm vận đơn phương về kinh tế và tài chính chống lại Cuba kéo dài hơn 60 năm qua. Việt Nam cáo buộc rằng các biện pháp bao vây cấm vận của Mỹ được thắt chặt trong thời gian qua chỉ làm trầm trọng hơn các khó khăn kinh tế xã hội của nhân dân Cuba. Thưa các bạn, với đạo lý uống nước nhớ nguồn và tình cảm xuất phát từ trái tim dành cho Cuba, nhân dân Việt Nam luôn bày tỏ tình đoàn kết, ủng hộ nhiệt tình trên mọi phương diện, mọi mặt trận. Hơn 60 năm đã đi qua, quan hệ Việt Nam-Cuba là mối tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Những gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp, nỗ lực đấu tranh vì độc lập, tự do đã tạo nên sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia giữa hai dân tộc, dù cách xa nhau cả nửa vòng trái đất. Các bạn có nghĩ như vậy không ạ? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.